Nhuộm tóc vừa quen Tết, mình không hiểu là cái văn hóa này xuất nguồn từ đâu, mà cái năm nào cũng vậy nha. Cái đến Tết là tất cả mọi người đều phải là, hầu hết là miền Tây ha, là phải nhuộm tóc coi như màu xanh, màu đỏ để mà về quê ăn Tết. Thì không biết là quê bạn có giống như vậy không, mà đây là một trong những cái mà mình thấy được từ tất cả các bạn nhân viên của mình. Thì hầu hết là tất cả các bạn là từ các tỉnh miền Tây. Mình kể cho mọi người nghe nha, cái câu chuyện ở công ty của mình đó là một trong những nơi mà làm nghề rất là cực, tức là tay chân rất là dơ giấy. Cho nên cuối năm một trong những cái việc đầu tiên mình làm đó là mình tài trợ cho các bạn đi làm tóc hết, muốn làm kiểu gì cũng được, mình sẽ là người gọi là thanh toán hết toàn bộ cho các bạn. Sau đó riêng về cái bộ móng giò móng chân thì khỏi nói luôn á, ta nói chân tay thì đất không, tại làm hoa quanh năm ngày tháng mà. Mà với cái nghề này tụi mình không có thời gian dừng lại dù cho một ngày để mà có thể chỉnh chu được, cho nên rằng là cứ cuối năm như vậy thì nhờ một hai chị đến có thể hỗ trợ cho các bạn làm. Thật ra mấy bạn nam nhà mình cũng làm nhưng mà ngại lắm, không chịu lên sóng. Vì thứ hai là trước khi các bạn làm, các bạn đi tắm rửa mà lâu, mà nói chứ lâu thì làm sao mà hết được những cái da mà nó sần lên tay. Thật ra thì cái nghề này thì thật là mọi người nói rằng là mình cứ rên khổ rên này nọ, nhưng thật ra không phải. Những người mà làm người nghệ thuật đó là họ sẽ sống với một cái feel rất là nhất định, và đâu đó cũng sẽ có những cái sự trả giá rất là nhất định. Cho nên cái việc mà tay chân nó không còn là mềm mại như bình thường là một câu chuyện. Con gái cũng vậy, con trai cũng vậy. Nhưng mà tinh thần của công ty mình lúc nào cũng vậy, luôn luôn quan tâm và đồng hành cùng các bạn, và hy vọng trả lại cho các bạn đôi tay với cái đầu tóc nó xịn xíu để về quê ăn Tết. Tức có thể là nó không trắng, nó không mỏng này được. Nhưng một trong những cái ý nghĩa mình cảm thấy rất là vui là các bạn có cái dịp ngồi lại với nhau để chúng ta trang bị, để chuẩn bị cho một cái Tết. Dù một năm nó có nhiều khó khăn, có nhiều cái vất vả, nhưng mà chung quy thì chúng ta cũng đã vượt qua nó. Năm nay dù cho kinh tế khó khăn, dù kinh tế có thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đã vượt qua một cách mỹ mãn. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn luôn có sức khỏe và gia đình sẽ vạn sự như ý và luôn luôn được sự bình an như cuộc sống. Thật ra không còn mong chúng ta giàu có, còn mong gì cả, mà chỉ còn chúng ta cầu mong được bình an. Thật ra mở mắt ra mà được như ngày hôm qua có nghĩa là chúng ta đã được bình an rồi. Đó là một trong những điều rất là may mắn. Hy vọng là mọi người sẽ luôn tràn ngập tiếng cười trong mùa Tết hôm nay nha. Cảm ơn mọi người, mà là Sam Minh Tứ chia sẻ clip về nghề trang trí cưới ạ. Cảm nghĩ của bạn sao khi mà làm những cái bộ móng mà ta nói là 10 năm chưa bao giờ biết làm móng? Thấy bình thường mà. Nhưng mà lúc mà làm móng tay móng chân bằng đất quá thấy ngại không? Dạ không ạ. Mấy bạn, cái đó là mấy bạn giữ hình ảnh thôi, trước khi làm móng mấy bạn ra chà hoài nó không ra đó, nó thiệt lòng luôn. Có những cái bộ móng mà cái chân này, cho chân chiếc ngày qua thôi chứ. Có chiếc mà sao không? Giống như là bì cơm tấm. Trời ơi. Chết rồi, đi nhuộm tóc là bị... Hình như là nguyên cả công ty tôi là thầu hết nhuộm tóc rồi đó. Bị xếp mắt rồi mọi. Trời ơi, là cái đầu tóc. Và không hiểu tại sao ở đâu mà cái đầu xanh đầu đỏ ăn Tết, không hiểu luôn cái từ cái Tết là phải đầu xanh đầu đỏ. Cái ông làm tóc bằng đầu màu vàng thôi nói là cái gì. Đây là cổ xí cho những bạn trẻ nè. Đây là sinh viên đại học nè, phải không? Hiền lành và đầu tóc nè, đàn ông đàn ơi gì đâu mà đi uống tóc. Trời ơi là trời. Sang năm cho để đầu này. Sang năm để đầu này nha.